Thưa quý vị, trước đó vào chiều qua ngày 6 tháng 3 tại Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 do Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, để Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh hoạt động hiệu quả và thực chất hơn, thì phải đổi mới bắt đầu từ con người, phải tâm huyết, trách nhiệm quyết liệt trong công việc, vì cử tri, vì nhân dân. Qua nghe các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, các nội dung thảo luận cơ bản bao quát về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân, trong đó các địa phương chú trọng hoạt động giám sát chuyên đề, tăng cường hoạt động giải trình tại các phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân. Từ thực tiễn hoạt động đã rút ra được những bài học kinh nghiệm, đồng thời các địa phương đã đề xuất nhiều giải pháp, cho thấy sự linh hoạt chủ động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân trong thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế cần quan tâm khắc phục. Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, để Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh hoạt động hiệu quả và thực chất hơn thì phải đổi mới bắt đầu từ con người, phải tâm huyết, trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, vì cử tri, vì nhân dân. Đổi mới gì? Đổi mới nhưng tất cả bắt đầu từ con người. Tập thể phải đoàn kết, thống nhất cao, mỗi người phải tâm huyết, trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, khách quan với công việc, vì cử tri, vì nhân dân thì nhất định đảng tin, dân mến. Mỗi người luôn xác định nói thẳng, làm thật, nói đi đôi với làm đến nơi đến chốn, không né tránh, qua loa, đúng vai thuộc bài, nắm chắc chuyên môn, nghiệp vụ, sản phẩm rõ ràng, thuyết phục thì mới khẳng định được vai trò của mình. Bên cạnh đó, nắm chắc thực tiễn, thực hiện đúng nguyên tắc quy định của đảng đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, sự đồng bộ trong hệ thống chính trị. Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, với chủ đề giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân, tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã thảo luận đi sâu vào 3 vấn đề chính như kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, về các vấn đề giải trình của các cơ quan tổ chức cá nhân theo luật tổ chức chính quyền địa phương, việc đổi mới phương thức nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân.